Rồi, xin chào tất cả em học sinh lớp 9 và quý phụ huynh. Như vậy thì trong clip trước thì thầy đã quay sang xong ở các em ở chương 8 rồi đúng không nào? Chương 8 chúng ta được học về đường tròn ngoại tiếp cũng như là đường tròn nội tiếp tam giác cũng như là tứ giác đều rồi. Trong clip hôm nay thầy sẽ quay tiếp cho em ở chương 9, đó chính là về phần đa giác đều. Đa nghĩa là gì? Đa là nhiều, giác nghĩa là cạnh, đều nghĩa là bằng nhau. Đa giác đều. Những cái đa giác nghĩa là nó sẽ có rất là nhiều cạnh, ví dụ như là tam giác đều, tứ giác đều, ngũ giác đều, lục giác đều, vân vân. À, đấy. Thì bây giờ chúng ta sẽ đi sang bài số 1. Đa giác đều, hình đa giác đều trong thực tiễn nha. Thì ở đây người ta hỏi đây, ở lớp dưới ta đã làm quen với tam giác đều là ở hình 1. Đây chính là hình vuông người ta gọi là tứ giác đều đấy. Tứ giác đều là hình vuông. Tam giác đều nó sẽ có những cái tính chất gì? Nghĩa là ba cạnh này sẽ bằng nhau và ba góc của nó sẽ bằng 60 độ. Bằng nhau và bằng 60 độ. Hình vuông là hình có bốn cạnh bằng nhau và bốn góc của nó là bốn góc vuông, là mỗi góc là bằng 90 độ. Còn ở đây là cái hình gì em? Lục giác đều. Lục giác đều thì mỗi góc của nó sẽ là 120 độ này. Các em nha, 120 độ và sáu cạnh, lục là 6, ngũ là 5, bát là 8. Thông thường chúng ta trong thực tiễn chúng ta hay gặp đó chính là tam giác đều, tứ giác đều, ngũ giác đều, lục giác đều và bát giác đều. Chứ ít khi mà chúng ta sẽ nghe và gặp tới gọi là thất với lại kiểu kiểu là 9, thất là 7. Như vậy đa giác đều là đa giác như thế nào? Thì đa giác đều là đa giác có tất cả các cạnh bằng nhau. Ví dụ tam giác đều này thì nó có ba cạnh này bằng nhau và ba góc của nó cũng sẽ bằng nhau, và bằng, nếu mà tam giác đều thì ba góc của nó sẽ bằng là 60 độ. Kiểm nha. Ok. Đây em. Rồi. Ta sẽ đi sang ở phần 1 la mã. Đó chính là đa giác. Đa giác loài. Một đa giác, cái từ đa giác thì nãy thầy này giải thích rồi, đa là nhiều, giác là cạnh, nghĩa là cái hình này có rất là nhiều cạnh, đúng không nào? Chúng ta đi sang hoạt động một này. Tứ giác MNBQ ở hình 4A gồm 4 đỉnh là MNBQ này, MNBQ và 4 cạnh. Tiếp tục em. Còn cái anh này là ngũ giác đúng không? Quan sát và cho biết phát biểu nào là đúng, phát biểu nào là sai. Hãy cho biết các phát biểu là đúng hay sai. Câu A này, mỗi đỉnh là điểm chung của đúng hai cạnh. Đúng hay sai nào? Ví dụ điểm M đây là cái đỉnh chung của hai cạnh, đó chính là MN với MQ. Cái đúng không? N này là đỉnh chung của hai cạnh NM và NB, ví dụ thế. Như vậy phát cái câu A này đúng hay sai? Là đúng này, đúng chưa? Tương tự như vậy, ví dụ đỉnh A này thì nó là đỉnh chung của AE, AB, hoặc là E này đây chính là đỉnh chung của EA, ED, hoặc là C này là đỉnh chung của CB, CD, hiểu chưa? Rồi tiếp tục, không có hai cạnh nào nằm trên cùng một đường thẳng. Như vậy đúng hay sai? Thì trong cả hai hình thì em thấy là có cái cạnh nào mà nằm trên cùng đường thẳng không? À không, không em nha. Như vậy cả hai phát biểu này là đúng. Như vậy khi một cái hình mà thỏa mãn hai cái điều kiện này thì nó chính là những đa giác. Vậy thôi nha. Đây em, câu A này. Hình B. Sau đó chúng ta kết luận thôi. Được chưa? Ok. Ta sẽ đi sang phần tiếp theo. Như vậy ta nói hai cái tứ giác và ngũ giác này là những đa giác. Đa là nhiều, ha? Là nó thỏa mãn hai cái điều kiện mà chúng ta vừa mới 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 nghiên cứu á. Ta ghi thầy bằng nhận xét này vô. Như vậy người ta hỏi em ở đây là người ta nêu là gì? Đa giác
A1, A2 cho tới AN, nghĩa là N này phải lớn bằng 3, nghĩa là thấp nhất nó chính là tam giác. Tại vì N bằng 3 thì nó chính là tam giác, N bằng 4 là tứ giác, N bằng 5 là ngũ giác, N bằng 6 là lục giác, ví dụ thế. Là một hình gồm N đồng thẳng này, sao cho mọi điểm A1 là điểm chung đúng hai đồng thẳng và không có hai đồng thẳng nào nằm trong đồng thẳng trong đa giác các điểm gọi là đỉnh và thằng này là cặp, thì cái này chúng ta biết rồi. Ta ghi này khái niệm về đa giác vô nha. Ta đi sang phần 2 là đa giác lồi. Ở trong hai cái hình, ở hai cái hình thì cái hình A và hình B hồi nãy á, thì cái hình A hồi nãy không phải là đa giác lồi mà hình B mới là đa giác lồi. Tại sao thầy gọi cái hình B nó là đa giác lồi thì bây giờ chúng ta đi tìm hiểu nha. Ta đi sang hoạt động 2 này. Nêu đặc điểm về vị trí của ngũ giác ABCDE so với đường thẳng chứa một cạnh bất kỳ của ngũ giác đó. Ví dụ bây giờ chúng ta thấy người ta chọn cạnh AE. Các em thấy người ta vẽ một đoạn thẳng, một cái đường thẳng đi qua cạnh AE không? Thì tất cả các em nhìn này, tất cả các cái cạnh còn lại của nó sẽ nằm về một phía này. Các em thấy nằm về một phía không? Hay là ví dụ bây giờ thầy chọn cái cạnh AB đây. Hay là bây giờ thầy chọn cái cạnh AB. Thầy vẽ một đường thẳng đi qua cạnh này thì các em thấy tất cả những cái cạnh còn lại, ví dụ như là BC, CD, DE và EE nó đều nằm về một phía so với đường thẳng này, nghĩa là nó không có cạnh nào nó nằm về phía bên đây cả mà nó chỉ nằm về một phía này thôi, thì cái đa giác như vậy người ta gọi là đa giác lồi. Chứ còn tại sao thầy nói ở cái hình đây, thầy giải thích lại cho em xem này, tại sao thầy nói cái hình hình A này không phải là đa giác lồi? Tại vì sao này, ví dụ như thầy chọn cái cạnh M MQ đi, thầy có một đường thẳng đi qua cạnh này thì các em thấy là có phải toàn bộ là nó nằm về một phía không, hay là phía này cũng có mà phía này cũng có? Đây, cái phía này thì các em thấy có xuất hiện cái đỉnh N và phía này có xuất hiện cái đỉnh B, thì chứng tỏ nằm hai phía, thì cái đa giác này không phải là đa giác lồi mà cái đa giác này mới là đa giác lồi này. Khi chúng ta chọn cạnh bất kỳ, ví dụ chúng ta chọn cạnh AB đây, đây các em nhìn này, ví dụ chúng ta chọn cạnh AB thì tất cả những cạnh còn lại nó đều nằm ở phía dưới này, chứ nó không có anh nào mà nằm về phía bên đây cả, nghĩa là nó chỉ nằm, người ta cứ hiểu nhanh gọn lẹ là nó chỉ nằm về một phía thôi, thì nó chính là đa giác lồi, chứ nằm hai phía thì nó không phải là đa giác lồi. Em hiểu chưa? Đó, ok rồi. Đây cái câu trả lời của hoạt động 2 này em. Rồi xong ha. Bây giờ người ta đi xem phần chú ý này. Đó. Ok. Các cái góc của đa giác thì ví dụ như để mà xác định góc thì ví dụ ở đây có 5 góc này, góc B này, góc C này, ví dụ góc B này chúng ta có thể đọc này. Góc B này chúng ta có thể đọc là ABC hoặc là CBA là thể hiện góc B, hoặc là ví dụ góc C, chúng ta đọc góc C thì nó là BCD hoặc là DCB. Nha. Rồi chú ý phần này chúng ta cũng ghi chú ý tiếp đẹp lòi. Rồi ví dụ này, quan sát bây giờ thầy sẽ giải thích tại sao cô cái hình A và hình B không phải là đa giác lồi mà hình C này chính là đa giác lồi này. Ví dụ như ở hình A đúng không, bây giờ thầy chọn một cạnh CD đây, thầy chọn cạnh CD, thầy vẽ một cái đường thẳng nó đi qua cạnh CD, đường thẳng thì nó không giới hạn về hai phía đó. Các em thấy khi đó ở phía bên đây nó có cái phần này nó lòi vào phía bên đây, còn phần bên đây nó có cái phần này, nghĩa là nó có hai phía, thì chứng tỏ thằng này không phải là đa giác lồi rồi. Các em hiểu không? Hay là bây giờ thầy cái thằng này thầy chọn cái cạnh LK đi, thầy vẽ một đường thẳng thì các em thấy ở đây nó cũng chia thành bên đây một phần và bên đây một phần, thì chắc chắn là hình A hình B này không phải là đa giác lồi. Còn hình C bây giờ các em chọn cạnh bất kỳ, ví dụ thầy chọn cạnh TO này đi, thầy kiểm vào đây thì có phải là nó toàn bộ là từ đây nó hóc qua bên đây hết, cho nó có lo có phía nào bên em không? Hay là ví dụ thầy chọn cạnh QB thì nó lo xuống đây, hay là thầy chọn cạnh BQ thì nó lo về phía bên đây, chứ nó không có cái nào về phía bên đây cả, thì thằng này ta chính là đa giác lồi này. Đó, bây giờ đã hiểu xác định cách xác định đa giác lồi chưa? Phần này người ta giải rồi nha. Máy này nó khá đơn giản nha. Rồi, quy ước này. Từ nay về sau khi nói về đa giác mà không chú thích gì thêm thì ta hiểu đó, đó chính là đa giác lồi. Được chưa? Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đi sang đa giác đều. Hồi nãy là đa giác thì chủ yếu đang nghiên cứu về đa giác lồi ha, và người ta phân biệt đâu là đa giác lồi và đa giác không lồi. Và từ nay trở về sau á, khi người ta
Chỉ việc ở trong cái đề bài người ta yêu cầu em cho đa giác, nghĩa là người ta hiểu đó chính là đa giác rồi, được chưa? Còn bây giờ là đều, đều, đều nghĩa là sao? Nghĩa là các cạnh của nó sẽ bằng nhau, các góc của nó sẽ bằng nhau thì nó mới đều. Nó phải thỏa mãn hai điều kiện em nha. Một là cạnh bằng nhau, hai là góc bằng nhau. Ok, ta sẽ đi sang cái hoạt động 3 này. Quan sát hình 7 và nêu đặc điểm về cạnh và góc của tam giác đều, hình vuông, lục giác đều. Cạnh và góc thì chắc chắn là nó đều bằng nhau hết, bằng nhau. Ví dụ như tam giác đều thì nó có ba cạnh này bằng nhau và ba góc này mỗi góc là bằng 60 độ, 60 độ, góc này 60 độ. Còn đối với hình vuông thì bốn cạnh này cũng sẽ bằng nhau và bốn góc của nó sẽ bằng 90 độ. Còn đối với lục giác đều thì các cạnh của nó cũng sẽ bằng nhau và các góc của nó cũng sẽ bằng nhau em. Ví dụ góc F ở đây bằng góc E, sẽ bằng góc D, sẽ bằng góc C, sẽ bằng góc B và sẽ bằng góc A đây, và mỗi góc sẽ bằng là 120 độ nha, 120 độ em nhé. Ok, rồi tiếp tục. Đa giác đều là đa giác có tất cả các cạnh bằng nhau và tất cả góc bằng nhau. Em ghi thầy phần này vô chẳng hạn à. Thì cái phần hoạt động 3 này thì thầy cũng có giải sẵn đây, đa giác đều, hình vuông, các kiểu lục giác đều. Cái phần này ở cái bộ kết nối nha, người ta viết sâu lắm. Tính cái số đo góc ở tâm một các kiểu này nọ, rồi tính cái giá trị alpha tùm lum hết. Và về phần phép quay nè, phép quay thì nó viết cũng sâu. Cơ bản là cái bộ cánh diều này nó viết đơn giản, khỏe này. Ta ghi thầy phần nhận xét và chú ý của em nha. Nhận xét này, ta có thể chứng minh được rằng đối với mọi nha đa giác đều có đúng một điểm O cách đều tất cả các đỉnh của đa giác đó. Điểm O đó người ta gọi là tâm của đa giác đều. Ta ghi vô nha, có một tâm thôi. Chú ý phần giới hạn này là đa giác đều và mỗi. Rồi, ta đi xem ví dụ 2, bạn Thảo. Thấy chưa? 8 cạnh, 8 cạnh thì nó sẽ là bát giác đều. Bát giác đều, bạn Thảo nói đúng rồi. Phần này gấp hình. Ví dụ 3, tính số đo mọi góc của một ngũ giác đều. Ngũ giác đều thì đây, người ta có yêu cầu chúng ta tính này. Ngũ là mấy? Ngũ là 5. Ngũ là 5 thì chúng ta thấy là ở đây á nó chia thành mấy mấy tam giác? Có 3 tam giác đều. 1 tam giác, 2 tam giác, 3 tam giác, mọi tổng số đo của mỗi tam giác là bằng 180. Nên ta lấy 3 nhân cho 180. Thầy đang giải thích các số liệu nè để chúng ta hiểu là tại sao nó ra được 540 này. Cứ một tam giác, ví dụ tam giác ABC thì số đo của nó là 180 độ, tổng ba số đo ba góc. Ví dụ như là A thì các bạn A BC tương tự như vậy, CDE EGA ví dụ thế thì nó sẽ có số đo. Nhưng mà đấy là ngũ giác là phía bên đây nhá. Đây nè, dù ABC hoặc là ACD, ABC này, ACD này, ADE là có 3 đúng không? Còn đối với cái hình này á, nó có mấy? 6 tam giác đều này, 1, 2, 3, cái hiểu không? 4, 5, 6, ví dụ đây là tâm mà đây là O đi. Thì chúng ta có tam giác đều, ví dụ như là AOB, BOC, COD. Chứ còn ở đây thì nó có 3 thôi, sau đó chia 5, 5 góc. Ở đây thầy đang nói về cái chỗ này, luyện tập này, nó có 6 đúng không? Như vậy người ta yêu cầu là ghép 6 miếng phẳng hình tam giác đều có cạnh bằng nhau để tạo thành hình lục giác đều. Lục giác là lục giác đều hay không? Vì sao? Thì chắc chắn là có, các cạnh nó bằng nhau. Và mặt khác, mỗi góc trong một tam giác đều á là bằng bao nhiêu độ? Là bằng 60 độ. Ví dụ như góc này á, ví dụ nha, thầy lấy ví dụ này. Cái góc D ở đây đi. Cái tam giác COD là tam giác đều thì góc này sẽ bằng 60 độ. Cái góc ODE, cái góc ODE là tam giác này là 60 độ.
Như vậy tổng số đo của hai góc này là chúng ta cộng lại. Như vậy chúng ta lấy 60 độ cộng 60 độ thì sẽ bằng là 120 độ. Như vậy thì mọi góc của nó sẽ là 120 độ. Tại vì đây nó chia thành 6 tam giác đều này. Mọi góc của tam giác đều thì bằng 60 độ. Và ví dụ để tính góc D đây thì chúng ta lấy góc 60 cộng 60 đây là bằng 120 này. Hay ví dụ góc A đây, góc này là 60. Góc này là 60 thì để tính cái góc A tổng này thì chúng ta lấy hai này cộng lại. Hiểu chưa? Đây nghe. Được chưa? Chúng ta đi sang phần 3 la mã. Hình đa giác đều trong thực tiễn. Ta đi sang phần 1. Hình đa giác đều trong thế giới tự nhiên. Thì trong thế giới tự nhiên chúng ta, ví dụ như bông hoa này có bao nhiêu cánh này. Ví dụ ở hình 11 thì chẳng hạn bông hoa hình 11 này 1, 2, 3, 4, 5 ngũ giác đều ha. Hoặc là ví dụ như con sao biển 1, 2, 3, 4, 5 cũng là 5 ngũ ha. Ngũ giác đều. Hoặc là nhiều tổ ong. Tổ ong này là lục giác đều này. Trong tự nhiên thì chúng ta, hoặc là ví dụ như người ta thiết kế trên các miếng gạch men đồ các kiểu em. Phần này chúng ta đọc hình đa giác đều trong nghệ thuật kiến trúc trên gạch men đồ các kiểu ha. Nhìn rất là đẹp. Phần này chúng ta đọc. Phần 3 là hình đa giác đều trong thiết kế công nghệ. Được em. Cơ cả cái ốc đinh tán này 1, 2, 3, 4, 5, 6 này. Lục giác đều này. Nha. Đó. Về phần bài tập thì chúng ta làm cùng thầy, trong đây nó gồm có mấy bài? 4 bài. Như vậy clip hôm nay tới đây là kết thúc em nha. Trong clip sau thầy sẽ làm cho em phần bài tập. Chúc em học tốt. Bye bye. Ok. Rồi, xin chào các em. Các em ủng hộ cái kênh thầy Quang cho thầy nha. Và đây là cái clip nấu ăn của cô Hòa. Đó, ok. Ok, 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 okay. Hòa Lan đẹp các em. Đấy, đẹp luôn. Chào.